Đến khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một ô tô cảnh sát và xe khách loại 45 chỗ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 20 tối ngày 22 tháng 4, ô tô đặc chủng của cảnh sát đang lưu thông trên đường Đặng Văn Sâm hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám. Khi đến đoạn gần công viên Gia Định, phường 9, quận Phú Nhuận, chiếc xe tông vào ô tô khách đổ bên đường. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ cửa kính của hai phương tiện rơi vãi xuống đường, phần nắp capo xe cảnh sát bị biến dạng, một bên của phần đầu xe khách 45 chỗ cũng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.